Một bạn có gửi câu hỏi như sau: Xin chào nhà thuốc, ba em bị đồng thời cả hai bệnh, đó là bệnh tiểu đường và bệnh viêm dạ dày. Em đang muốn mua dây thì canh về đun nước cho ba uống để điều trị bệnh tiểu đường. Nhưng em chưa thấy thông tin nào nói về việc sử dụng cây dây thì canh cho người bị viêm dạ dày. Xin hỏi nhà thuốc là người bị viêm dạ dày thì có dùng cây dây thì canh được hay không? Cách dùng cây dây thì canh như thế nào để đạt hiệu quả? Em xin chân thành cảm ơn. Chào bạn, những tác dụng của cây dây thì canh thì chúng tôi đã giới thiệu rất là kỹ ở những video trước. Dây thì canh giúp ổn định đường huyết, giúp hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường rất là tốt. Các nghiên cứu về cây dây thì canh cũng cho thấy đây là một loại thảo dược sử dụng an toàn và không có hoạt chất gây kích ứng niêm mạc dạ dày. Vì vậy thì người bị viêm dạ dày thì vẫn có thể sử dụng cây dây thì canh được bình thường bạn nhé. Lưu ý với bạn là để phát huy hết hiệu quả của cây dây thì canh thì thời gian sử dụng cây dây thì canh tốt nhất là sau bữa ăn khoảng 15 phút. Người bị viêm dạ dày thì nên chú ý duy trì điều độ cách dùng như trên. Tránh sử dụng cây dây thì canh vào lúc đói, vừa làm mất tác dụng của thuốc mà vừa làm tăng nguy cơ gây ảnh hưởng đến dạ dày. Để liên hệ mua cây dây thì canh thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn kỹ hơn ạ.